Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Người Nhà Quê. Quý vị và các bạn thân mến, xin đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tình Nghệ Sĩ. Hoài Lâm đã ly hôn, hai con do Bảo Ngọc chăm sóc. Quản lý của Hoài Lâm cho biết, nam ca sĩ hiện ở quê dưỡng bệnh, hai con gái tạm thời do Bảo Ngọc chăm sóc. Vợ Hoài Lâm, Bảo Ngọc thông báo việc cả hai chia tay trong bài đăng trên các trang cá nhân. Cô viết: "Ngày em quay lại cùng anh rồi mình kết hôn. Sinh con em luôn biết trước sẽ có sự chia ly, vì vốn dĩ từ lúc yêu nhau đến bây giờ bọn mình chỉ nhận được toàn sóng gió." Sau chia sẻ của Bảo Ngọc, Hoài Lâm gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới cô. 3 tiếng trước khi Bảo Lộc thông báo chuyện ly hôn, Hoài Lâm có chia sẻ bài hát về cha trên trang cá nhân, kèm theo lời nhắn dành cho các con. Anh viết: "Con ơi, sau này ba vẫn luôn là ba của con, mong con luôn an lành, vô sự, ba yêu con." Quản lý của Hoài Lâm xác nhận thông tin và cho biết hai con gái hiện do Bảo Ngọc chăm sóc. Theo đại diện của nam ca sĩ, anh vẫn ở quê nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Đúng là Hoài Lâm và vợ đã ly hôn, hai bé hiện ở với mẹ để có sự chăm sóc tốt nhất. Đương nhiên Hoài Lâm vẫn hỗ trợ, Hoài Lâm không muốn chuyện riêng tư trở nên ồn ào, do đó chúng tôi không muốn chia sẻ nhiều về việc đời tư và hy vọng khán giả quan tâm tới giọng hát âm nhạc của Hoài Lâm. Quản lý cho biết, về định hướng sắp tới của Hoài Lâm, quản lý nam ca sĩ cho biết, hiện tại Hoài Lâm nghỉ ngơi ở quê, tạm thời cậu ấy ổn định tinh thần và sức khỏe. Thời gian qua, có nhiều vấn đề về định hướng xảy ra, kế hoạch âm nhạc trong tương lai của Hoài Lâm vẫn là màu sắc mới. Tuy nhiên, Lâm không từ bỏ Bolero bởi cậu ấy trưởng thành từ dòng nhạc đó. Quản lý cho biết thời gian qua Hoài Lâm gặp nhiều áp lực, có thời điểm lên sân khấu Hoài Lâm cảm thấy rất áp lực trước khán giả, cậu ấy lo lắng khán giả liệu có còn thương yêu giọng hát của mình không. Trong một đêm diễn, khi hát xong Lâm chia sẻ, hôm nay tôi bị cảm nhưng tôi rất xin lỗi bởi đó không phải là lý do tôi hát không hay. Lúc đó khán giả vẫn đứng dậy vỗ tay khen ngợi, thế nhưng Lâm vẫn lo lắng. Quản lý cho biết thêm sức khỏe hiện tại của Hoài Lâm đã khá lên nhiều. Hoài Lâm thông báo kết hôn với Bảo Ngọc vào năm 2018. Khi đó, nam ca sĩ cho biết anh đã có hai con gái. Sau đó, Hoài Lâm tích cực đi diễn và tham gia các sân khấu, sự kiện. Anh cho biết muốn chăm chỉ làm việc trở lại để chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, gần đây, Hoài Lâm đột ngột biến mất. Quản lý của nam ca sĩ cho biết anh về quê dưỡng bệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi.